ông Tổng kéo quân đội vào ban bí thư, tạo thế cài răng lược với phe của Tô Lâm. Ngày khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 9 ở hàng ghế chủ tịch đoàn, trước đây dành cho 5 vị trí lãnh đạo chủ chốt, giờ chỉ còn có 3 người. Đáng lẽ chỉ còn có 2 là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính, nhưng ông Trọng đã kéo thêm vị đại tướng quân đội, ông Lương Cường vào ngồi lên đó. Trước đấy, cuộc họp Bộ Chính trị đã chốt nhân sự, ông Lương Cường thay cho bà Trương Thị Mai ở vị trí thường trực ban bí thư. Vị trí thường trực ban bí thư rất quan trọng, đây được xem là phó tổng bí thư, người trực tiếp điều hành ban bí thư trong những công việc sự vụ và thay mặt ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi cần. Với tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Trọng thì vai trò của ông Lương Cường rất lớn. Quyền lực của ban bí thư bao trùm trong đảng, trong đó có công tác nhân sự của Trung ương Đảng. Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 9, ông Lương Cường được ngồi ở vị trí của bà Trương Thị Mai trước đây. Như vậy, khi ông Lương Cường về ban bí thư thì trong ban này có đến 2 tướng quân đội, đó là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương và Đại tướng Lương Cường. Việc Tô Lâm cho đánh gãy ghế của bà Trương Thị Mai cho thấy ý đồ của ông rất rõ ràng, đó là đánh cho ban bí thư tan tác để hạ sức mạnh của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc kéo ông Lương Cường vào vị trí thường trực ban bí thư cho thấy đây là một nước cờ cao tay của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự nghiệp chính trị của ông Lương Cường gắn với cuộc đời binh nghiệp. Nếu ông Lương Cường có dính phốt thì cũng chỉ gói gọn trong Bộ Quốc phòng, mà Bộ Công an của Tô Lâm không có quyền điều tra những quan chức của Bộ Quốc phòng. Khi người thuộc Bộ Quốc phòng phạm pháp thì sẽ có cơ quan điều tra quân đội thực hiện việc điều tra này. Sau khi có kết quả thì chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án quân sự xét xử. Nói tóm lại, Bộ Quốc phòng là vùng cấm, Tô Lâm không được bén mảng tới đây. Như vậy, việc kéo ông Lương Cường về thay bà Trương Thị Mai như là một mũi tên trúng một lúc tới hai đích. Mục đích thứ nhất là giải quyết khủng hoảng nhân sự trong ban bí thư hiện nay đang diễn ra rất trầm trọng. Thứ nhì, gia cố thành trì, không cho quân của Tô Lâm tiếp tục bắn phá vào ban bí thư. Thế của ông Lương Cường khi ngồi vào ghế thường trực ban bí thư vững chãi hơn bà Mai rất nhiều. Đấy chỉ mới là nước cờ vá lỗ rách ban bí thư. Nước cờ thứ hai cũng cao thâm không kém, đó là ông Trọng bắt tay với Phan Văn Giang cho quân đội điều tra sân sau của ông Tô Lâm. Thông tin nội bộ cho biết công ty Xuân Cầu của Tô Dũng, em trai Tô Lâm, đang bị điều tra và người ra lệnh này chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước mắt, ông Trọng dùng chiêu gậy ông, đập lưng ông đối với ông Tô Lâm. Nếu Tô Lâm dùng hồ sơ đen để đánh phá đồ đệ của ông Trọng, thì ông Trọng cho dùng quân đội để lập hồ sơ đen đối với Tô Lâm. Hiện nay, tương lai của Tô Lâm đang phụ thuộc rất nhiều vào kết quả hội nghị Trung ương 9 đang diễn ra. Như vậy, trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tô Lâm cài được Vũ Hồng Văn, trong ban bí thư, Tô Lâm cài được Nguyễn Duy Ngọc thì ông Trọng cũng kéo quân đội về để mà chấn giữ vị trí hiểm yếu nhất là vị trí thường trực ban bí thư. Hiện giờ, trong ban bí thư, phe ông Tổng và phe Tô Lâm đang ở thế cài răng lược. Đây là cách móng tổng bí thư sử dụng để hóa giải vòi bạch tuộc của ông Tô Lâm. Giờ đây còn lại vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, nếu ông Trọng có thể đưa được người từ ban bí thư cài cắm vào chức bộ trưởng này thì xem như sức mạnh của Tô Lâm bị khóa hoàn toàn. Lúc đó Tô Lâm ngồi trên ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực mà không có hậu phương hậu thuẫn thì chẳng khác gì Trần Đại Quang trước đây, có thể gặp nguy và mất mạng bất cứ khi nào. Tô Lâm đã bảo thế leo lên lưng cọp, không thể buông được nữa, giờ phải chiến đấu đến cùng để đưa đàn em đồng hương hữu yên của ông ta vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là canh bạc sống còn của Tô Lâm, thắng hay bại, thời gian tới sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin ông Tổng kéo quân đội vào ban bí thư, tạo thế cái răng lược với phe Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Càng bám ghế, Tổng càng đầy đảng vào cảnh tương tàn, khốc liệt. Cơn bão chính trường Việt Nam trong gần 2 tháng qua được xã hội quy tội cho ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
chính ông Tô Lâm tạo phản. Tô Lâm đốn ngã Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ khiến bà Trương Thị Mai rũ áo ra đi, và cũng không loại trừ sẽ có thêm người trong Bộ Chính trị tiếp tục rời dụng. Ai cũng biết Tô Lâm làm loạn là để triệt hết những người có khả năng cạnh tranh với chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ tiếp theo. Theo truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phe phái vẫn thường xuyên đấu đá tranh giành chức vụ. Tuy nhiên, chưa có bao giờ cuộc đấu đá lại khốc liệt như bây giờ. Bám ghế phá đảng luật của ông Trọng là nguyên nhân gây ra cảnh tương tàn trong đảng khủng khiếp như hiện nay. Nếu nói kẻ khiến Bộ Chính trị tan hoang như hôm nay là Tô Lâm cũng đúng, mà Tổng Trọng cũng đúng. Trước đây, để được ngồi vào ghế Tổng Bí thư, các ứng viên phải được sự tín nhiệm của ông Tổng Bí thư đương nhiệm và nhờ đó được Tổng Bí thư giới thiệu tại Đại hội Đảng. Một khi đã được đương kim Tổng Bí thư giới thiệu thì gần như chắc chắn trúng cử. Vương Đình Huệ đã từng muốn đi theo con đường này, tuy nhiên Tô Lâm nổi lên và đạp đổ tất cả. Giờ đây, việc tranh giành ghế Tổng Bí thư đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tô Lâm sẵn sàng đánh mọi đối thủ, còn Bộ Chính trị thì muốn lùa Tô Lâm lên ghế Chủ tịch nước và chặn phe Hưng Yên, không cho nắm Bộ Công an nữa. Nghĩa là muốn cô lập họ Tô. Chính vì đấu nhau loạn như thế nên luật duy nhất áp dụng cho cuộc chơi này là luật của kẻ mạnh. Nhiều người đổ lỗi cho Tô Lâm đã gây ra tình cảnh hỗn loạn này, nhưng thực chất điều này là do chính Tổng Trọng gây ra. Chính vì ông Trọng tham quyền cố vị, muốn bám ghế Tổng Bí thư suốt đời đã khiến cho những kẻ bên dưới mất kiên nhẫn và làm phản. Để ngồi lại nhiệm kỳ thứ 3, ông Tổng đã đạp lên đảng luật để tự ban ân huệ cho chính mình. Ông Trọng đã tự tạo ra tiền lệ như thế thì Tô Lâm cũng hoàn toàn có thể làm theo và pháo bỏ những trật tự trước đây. Đáng lẽ với vai trò là người đứng đầu đảng cầm quyền của một quốc gia, ông Trọng phải biết tôn trọng pháp luật. Tuy nhiên, không những ông Trọng chẳng coi luật pháp quốc gia ra gì, mà ngay cả đảng luật, ông cũng sẵn sàng trả đảng. Khi Tổng Bí thư phá bỏ những trật tự trong quy trình xét chọn ứng viên cho ghế Tổng Bí thư, thì liệu Tô Lâm có cần phải tôn trọng những quy định do ông Trọng đưa ra hay không? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Việc ông Tô Lâm lợi dụng câu nói mị dân của ông Tổng Bí thư là chống tham nhũng không có vùng cấm, để đốn ngã chính những tay chân thân tín của ông Tổng, thì cũng chẳng có gì sai. Chỉ có người tự ban ân huệ cho mình, đạp lên luật pháp và cả đảng luật, thì mới đáng bị lên án. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguyên nhân của mầm loạn, Tô Lâm chỉ là hệ quả. Việc tạo tiền lệ xấu cho Tổng Trọng đã khiến cho các cấp dưới của ông làm loạn, thì việc Tô Lâm lợi dụng phát ngôn mị dân của ông Trọng để mà làm loạn cũng sẽ là tiền đề cho những kẻ muốn nổi loạn tiếp theo. Cứ như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, không có hồi kết. Là người đứng đầu Đảng Cộng sản, lẽ ra ông Tổng phải làm gương cho toàn đảng về tính nghiêm minh của luật pháp. Đằng này, ông lại tự ý trà đạp lên nó, nghĩa là tự ông đã phá bỏ trật tự trong đảng. Đến lúc này, ông Trọng đã già và quá nhiều bệnh tật mà vẫn quyết bám lấy chiếc ghế. Chẳng phải ông đang nêu một tấm gương rất xấu cho đảng hay sao? Lúc này có lẽ chỉ có cách dùng bạo lực cách mạng may ra mới buộc được ông rời ghế. Đẩy Đảng Cộng sản Việt Nam đến tình cảnh hỗn loạn như ngày hôm nay không ai khác chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin càng bám ghế Tổng càng đẩy đảng vào cảnh tương tàn khốc liệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de